Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình airdrop nhận 5 token RK khoảng 10 đô người ta bán chạy trên nền tảng BNB Smart Chain. Để tham gia chương trình airdrop này, mình click phần link mô tả mở Telegram lúc start chatbot nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào join kênh group kênh seller nha các bạn. Rồi, mình mới đáp lại các bạn. Các bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Đây theo world thì các bạn follow theo world các bạn, nhờ tôi biết nữa các bạn. Rồi theo world thì các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like nhờ tôi biết nữa các bạn. Các bạn test lại các bạn. Đây thì con chắc của nó các bạn vào mà ép con chắc của nó nghe các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Rồi các bạn bấm pocket nè. Rồi bạn bấm don nha các bạn. Rồi các bạn điền là username từ Twitter của mình nha các bạn. Có account đầu tiên nè. Account MMO. Các bạn. Do subscribe kênh seller. Rồi bấm don nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Add Wallet nè các bạn. Rồi bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain chạy trên tảng C10. Các bạn có thể dùng địa chỉ Ethereum trên chí chút wallet cũng được nha các bạn. Rồi nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Các bạn sao chép nha các bạn. Các bạn gọi đi cho bot nè. Rồi bấm bắt. Rồi các bạn nhận sẽ nhận 5 giúp cần và lấy liên kết chia sẻ bạn bè những thân dự video để kết thúc trận này tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.